làm thế nào bạn thoải mái chi tiêu với nguồn thu nhập thấp? Trước đây Nguyệt cũng đã từng rất là áp lực về tài chính bởi vì nguồn thu nhập của mình quá thấp. 22 tuổi cho đến 35 tuổi, những cái công việc Nguyệt gộp lại mang về cho Nguyệt cái nguồn thu nhập 5 triệu đến 10 triệu một tháng. Thời điểm đó với Nguyệt, cái số tiền đó nó cũng rất là nhiều. Nhưng Nguyệt vẫn không cảm thấy thoải mái, không cảm thấy tự do với tiền bạc, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn. Nhìn đi nhìn lại mình cũng không có chi tiêu gì hết, cuối tháng nó cũng hết tiền. 5 tháng trôi qua, Nguyệt mới đặt câu hỏi, nếu như cứ tiếp tục như thế này thì khi nào mới có tiền phụng dưỡng cho cha mẹ, khi nào mới có tiền để chăm sóc bản thân. Cho đến một ngày gặp môi trường câu lạc bộ, Nguyệt gặp được người thầy của mình đã được của mình hướng dẫn cái cách quản lý tiền thông minh. Và đây là bí kíp quản lý tiền của các triệu phú. Nó đã giúp cho Nguyệt thay đổi được dòng tiền, gia tăng được nhiều tiền hơn, giữ được nhiều tiền hơn, tạo ra nhiều nguồn thu nhập cho mình hơn. Có một bí mật mà bạn cần biết, bên trong mình có hai con người. Một là con người trách nhiệm và một là con người ăn chơi. Nếu bạn là con người chịu trách nhiệm thì bạn sẽ làm việc từ sáng tới tối, làm ngày làm đêm, sẵn sàng bạn hy sinh thời gian công sức của mình, mong muốn có tiền, lo cho gia đình, lo cho con cái. Thì con người bên trong của bạn trách nhiệm rất lớn. Nhưng bạn còn có một con người ăn chơi ở bên trong. Nếu như bạn không cân bằng được hai con người này, cái số tiền mà bạn làm ra, con người ăn chơi nó cũng phá. Nếu như anh chị đang là một người không thích làm việc, thích ăn chơi, thích tiêu tiền, thích mua sắm, không có tính cầu tiến, không chịu học hỏi, không chịu phát triển, không muốn làm việc, thì con người ăn chơi bên trong bạn lớn hơn. Cần phải học cái cách cân bằng hai con người. Thì số tiền mà bạn làm ra 10 triệu thì bạn hãy trích 10% thu nhập của mình dành cho quỹ tự do tài chính. Ít nhất là 10%. Mỗi lần mà có tiền vào túi của mình, tiền người ta cho hay tiền mượn hay là tiền lương, thì bạn hãy nhớ trích ít nhất 10% trả vào quỹ tự do tài chính. Số tiền này chỉ để giúp đầu tư và gia tăng tài sản, giúp cho mình giàu lên. Quỹ thứ hai đó là quỹ play, quỹ ăn chơi. Bạn cũng trích 10%. Khi bạn muốn mua cái gì, bạn cứ lấy tiền trong đó mà mua. Bạn muốn sắm cái gì, bạn cứ lấy tiền trong đó mà bạn sắm. Ví dụ bạn làm ra 10 triệu, bạn trích 1 triệu ra bỏ quỹ tự do tài chính. Và 1 triệu là bạn có thể được quyền mua sắm, tiêu pha cái gì mà bạn thích. Nhiều người sau khi làm ra tiền, họ sẽ trích tiền, họ ăn chơi theo kiểu là kêu gọi rủ dê bạn bè tới, xong rồi rủ nhau đi nhậu, hôm nay tao bao. Nhưng mà mình bao xong rồi, vui được cái lúc đó thôi, quay trở về nhà, mình không còn cái hào hứng, cái đam mê để kiếm tiền nữa. Có một cái cách khác người thầy của Nguyệt đã hướng dẫn cho Nguyệt, là khi Nguyệt trích 10% cái thu nhập của Nguyệt ra để thưởng cho mình một cái gì đó, cảm thấy nó mang lại cho mình cái cảm giác sung sướng, sang trọng, giàu có. Ví dụ thu nhập của bạn là 10 triệu, bạn trích 1 triệu vào quỹ ăn chơi, bạn hãy dùng 1 triệu đó, bạn có thể đến một nơi, một cái nhà hàng 5 sao, cái khách sạn 5 sao, hoặc là một cái tòa nhà cao nhất, xịn nhất ở nơi bạn sống. Bạn bước vào đó, mua cái dịch vụ ở đó để được người ta phục vụ bạn. Người ta sẽ nói rằng là xin chào chị, rất vui và hân hạnh được phục vụ chị. Lúc đó anh chị sẽ ngửi được cái mùi hương thơm của sự giàu có. Những cái người đầu bếp xịn sò nhất phục vụ nấu ăn cho bạn, bạn hãy tận hưởng nó. Bạn có thể lên cái tòa nhà cao nhất, order một ly nước, và bạn có thể hút một hơi, bạn nhâm nhi, ngắm cảnh, ngắm view. Và đây là cảm giác của sự giàu có. Tôi thích cái cảm giác này. Và khi mà quay trở về nhà, bạn sẽ có động lực để kiếm nhiều tiền hơn. Và từ khi mà Nguyệt biết được cái bí mật này, làm ra bao nhiêu tiền, Nguyệt cũng cảm thấy mình dư dả. Và càng ngày mình càng có động lực để kiếm nhiều tiền hơn. Lúc mà Nguyệt mới rèn luyện để nâng cấp cái thu nhập của mình lên ấy, thì Nguyệt đã thưởng cho Nguyệt những cái bộ trang phục 500.000. Sau đó thu nhập của mình cao hơn thì lên 1 triệu. Sau đó cao hơn thì mặc cái bộ vest 2 triệu, cao hơn nữa thì lên cái bộ đồ 5 triệu. Nếu bạn thấy chủ đề này hay, hãy like, chia sẻ. Hiện tại Nguyệt là một huấn luyện viên cuộc sống. Nguyệt cùng với cộng sự của mình trong 2 năm qua đã giúp cho hàng nghìn anh chị thay đổi được cuộc sống. Nếu như anh chị có những cái thắc mắc gì trong những cái chủ đề của Nguyệt thì hãy để lại comment ở bên dưới. Nguyệt sẽ làm video phản hồi lại để trả lời cho các anh chị. Chúc cho anh chị khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an, trọn vẹn suốt cả cuộc đời.